về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Hello everyone, welcome back. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học của Vietjack. Vào video lần này, cô sẽ cùng chúng ta tiếp tục với một bài mới, bài số 8, với chủ đề là những cách học mới, new ways to learn. Và như thường lệ, trước khi đến với phần getting started thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là trong bài số 8 thì chúng ta sẽ học gì nhé. Đầu tiên là về phần ngôn ngữ, language. Về phần từ vựng, vocabulary, chúng ta sẽ học về các từ và các cụm từ liên quan tới các chủ đề như là các thiết bị điện tử mà có thể giúp chúng ta học này, cũng như là sử dụng Internet để học tiếng Anh. Words and phrases related to electronic devices that can help us learn and using the Internet to learn English. Và về phần phát âm thì chúng ta sẽ có là trọng âm trong các tính từ và các động từ có 3 âm tiết. Pronunciation, stress in 3-syllable adjectives and verbs. Về phần ngữ pháp, grammar, chúng ta sẽ học về mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định với các đại từ quan hệ như là who, that, which and whose. Relative clauses, defining and non-defining clauses with who, that, which and whose. Về phần kỹ năng, skill, đầu tiên là kỹ năng đọc, reading. Reading for general ideas and specific information about new ways to learn English. Là chúng ta sẽ đọc để lấy những cái ý tưởng chung và những cái thông tin cụ thể về cách học tiếng Anh, những cách học mới để học tiếng Anh. Về kỹ năng nói, speaking, talking about how electronic devices can help us learn. Là sẽ nói về những cái thiết bị điện tử thì sẽ giúp chúng ta học như thế nào, bằng cách nào. Về kỹ năng nghe, listening. Listening to instruction on how to access and use online English language materials. Là chúng ta sẽ nghe những cái hướng dẫn để có thể truy cập, sử dụng những cái tài liệu học tiếng Anh online. Về kỹ năng viết, writing. Writing about the advantages and of electronic devices as learning tools. Là sẽ viết về những cái ưu điểm của những thiết bị điện tử khi được sử dụng là các công cụ học tập. Và về phần kỹ và về phần phần này thì sẽ là phần giao tiếp xã hội và văn hóa, đúng không? Communication and culture, chúng ta sẽ học về những cách học mới cho ở Mỹ, new ways to learn in the USA. Và ở trong cái phần này thì chúng ta có thể nốt lại một vài những cái từ vựng như sau nhé. Một vài những cái từ vựng chúng ta có thể học được. Đầu tiên thì sẽ là tên của bài ngày hôm nay, đúng không? Là Unit 8. New ways to learn. Rồi, đầu tiên thì chúng ta có thể nốt lại từ vựng, đó là từ electronic devices. Chúng ta có tính từ là electronic và danh từ là device, mà ý nghĩa là thiết bị điện tử. Electronic device, mà ý nghĩa là thiết bị điện tử. Electronic device, thiết bị điện tử. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có đó chính là instruction, mà ý nghĩa là cái hướng dẫn. Access, động từ access, mà ý nghĩa là truy cập vào. Materials thì sẽ là cái tài liệu. Và learning tools là thiết bị học tập. Rồi, ok. Và đầu tiên thì sẽ là danh từ là instruction, đúng không? Là cái hướng dẫn. Ví dụ như là những cái từ để hướng dẫn sử dụng ấy, thì đó sẽ là cái instruction, danh từ hướng dẫn này. Động từ access to mang ý nghĩa là truy cập vào đâu đó. Access to, truy cập vào đâu đó, và thường nó sẽ là truy cập vào Internet. Và cuối cùng thì sẽ có thể nốt lại cái từ đó là learning tool, mà ý nghĩa là công cụ học tập. Ví dụ như là chúng ta dùng laptop để làm công cụ học tập. Đó, learning tool, công cụ học tập. Công cụ học tập. Rồi, ok. Vậy thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với phần getting started nhé. Với chủ đề của phần getting started ngày hôm nay sẽ là Learning with personal electronic devices, là học với những cái thiết bị điện tử cá nhân.
thì những cái thiết bị điện tử cá nhân nó có thể là laptop này, nó có thể là mobile phone, đúng không? Rồi hoặc là tablet là những cái máy tính bảng. Vậy như thường lệ, bài số 1 sẽ là phần listen and read, nghe và đọc, và sau đó thì sẽ là có các bài tập liên quan với cái cuộc hội thoại này. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe cuộc hội thoại này lần đầu tiên để quen với cái ngữ điệu cũng như là cái cách phát âm của các bạn đó, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng nghe lại lần thứ hai để cô sẽ giúp chúng ta là nốt lại các từ vựng cũng như là dịch nghĩa, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng trả lời các bài tập liên quan nhé. Vậy bây giờ thì cô sẽ bật băng nghe lần đầu tiên. Unit 8. New ways to learn. Page 26. Getting started. Activity 1. Listen and read. I'm preparing for a class discussion on personal electronic devices. Do you think smartphones, laptops, and tablets are useful for learning? Definitely. They're the modern devices that have changed the way we learn. Oh, yeah. I think people use smartphones mostly for communication. Sure, but smartphones can also be used to take photos or record students' work, which can be later shared with the class. That's true. How about laptops? Oh, they're excellent learning tools too. You can store information, take notes, write essays, and do calculations. You can also access the internet, download programs, and information that can help you understand the material and widen your knowledge. Right, my laptop, which is a present from my parents, is very useful. I use it for assignments and projects, and for studying English. I see. How about tablets? Well, a tablet or a tablet computer is a kind of mobile computer, and it can be used to take notes with a digital pen on a touch screen. A tablet is also perfect for people whose work is to draw and write. Yes, I agree. A tablet with Wi-Fi has internet access and is a great tool for looking up information. Amazing! No wonder that so many people are using these devices. Và đó thì sẽ là cuộc hội thoại đầu tiên. Rồi ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe lại và cô sẽ cùng nghe và cùng nhắc lại nhé. Nhắc lại cũng như là nốt lại một vài những cái từ vựng, những cái cấu trúc chúng ta có thể học được. Unit 8. New ways to learn. Page 26. Getting started. Activity 1. Listen and read. I'm preparing for a class discussion on personal electronic devices. Do you think smartphones, laptops, and tablets are useful for learning? I'm preparing for a class discussion on personal electronic devices. Do you think smartphones, laptops and tablets are useful for learning? Tớ thì đang chuẩn bị một bài thảo luận trên lớp về chủ đề là thiết bị điện tử cá nhân. Thế cậu có nghĩ rằng là điện thoại thông minh, laptop và máy tính bảng thì là hữu ích cho việc học tập hay không? Thì ở đây chúng ta sẽ có, bạn ấy đang dùng cái tính từ để miêu tả những cái smartphone, laptop và tablets bằng tính từ đó là useful, đúng không? Hỏi rằng là nó thì có hữu ích hay không? Và trong cái này thì chúng ta có thể nốt lại nhé. Thứ nhất là smartphone, laptop và tablet cũng như là useful, bởi vì là nó sẽ nằm trong là từ vựng thuộc chủ đề, đúng không? Đầu tiên là danh từ là smartphone mang ý nghĩa là điện thoại thông minh, mặc dù sẽ có thể là có bạn đã biết rồi nhưng cô vẫn sẽ nốt lại nhé. Danh từ smartphone mang ý nghĩa là điện thoại thông minh. Smartphone. Điện thoại thông minh. Laptop thì sẽ mang ý nghĩa là máy tính xách tay. Máy tính xách tay. Còn computer thì sẽ là cái máy tính để bàn đó, đúng không? Máy tính xách tay. Và tablet.
sẽ mang ý nghĩa là máy tính bảng. Và những cái thiết bị điện tử này thì nó sẽ được miêu tả bằng các tính từ như là tính từ useful, đúng không? Là hữu ích này. Và hãy cùng xem là nó còn được miêu tả bằng những cái tính từ nào khác nữa nhé. Useful mang ý nghĩa là hữu ích. Rồi ok, tiếp theo lời của bạn Phong. Phong nói rằng definitely, they're the modern devices that have changed the way we learn. Definitely, chắc chắn rồi, nghĩa là chắc chắn là có hữu ích chứ, đúng không? There's the modern devices that have changed the way we learn. Và chúng thì là những thiết bị hiện đại mà đã thay đổi cách học, cách chúng ta học. Thì ở đây bạn ấy cũng đang dùng cái tính từ đó là modern, đúng không? Các thiết bị hiện đại này. Và bên cạnh đó thì bạn ấy còn dùng cái ngữ pháp đó là mệnh đề quan hệ bằng cái that này. Còn về cái ngữ pháp mệnh đề quan hệ này thì cô sẽ hướng dẫn sau ở phần video language nhé. Ở đây thì cô chỉ đang chỉ ra thôi. Rồi ok, vậy thì cô có thể nốt lại. Thứ nhất là cái tính từ là modern, đúng không? Hiện đại cũng sẽ là một trong những cái tính từ được dùng để miêu tả các thiết bị điện tử trong bài. Modern. Ok. Mang ý nghĩa là hiện đại. Rồi, ok. Tiếp theo. Oh, yeah. I think people use smartphones mostly for communication. Yeah, oh yeah. I think people use smartphones mostly for communication. Tuyệt. Và mình nghĩ thì người ta thường sử dụng điện thoại thông minh hầu như là để giao tiếp thôi, để trò chuyện thôi, đúng không? Thì chúng ta sẽ có cấu trúc đó là use something for và sau đó là cộng với danh từ hoặc là cộng với verb in. Dùng cái gì cho cái mục đích gì? Use something for cộng với danh từ. Use something for và sau đó sẽ cộng với verb in hoặc là danh từ. Sử dụng cái gì với cái mục đích làm gì? Hoặc là sử dụng cái gì để làm gì? Rồi, ok. Và cái phần, cái từ là communication thì cũng khá là quen thuộc rồi nên cô sẽ không nốt lại nữa nhé. Tiếp theo thì Phong nói rằng sure, but smartphones can also be used to take photos or record students' work, which can be later shared with the class. Và ở đây thì bạn ý đang cũng sử dụng là được dùng để làm gì đây, nhưng mà không dùng là use something for, mà bạn ý đang dùng là used to cộng với verb. Sure, but smartphone can also be used to take photos or record student work, which can be later shared with the class. Ừ, đúng rồi. Nhưng điện thoại thông minh thì cũng có thể được sử dụng để chụp hình này hay là ghi âm bài học của học sinh. Mà cái phần thông tin này thì sẽ được chia sẻ sau với cả lớp. Thì ở đây chúng ta sẽ có thể nốt lại, thứ nhất là to be used to cụm động từ nguyên thể, và bên cạnh đó có thể dùng nốt lại cái cụm đó là take photo là chụp ảnh này, và record mang ý nghĩa là ghi âm hoặc là ghi lại hoặc là quay lại cái gì đó. Và ở đây thì bạn ấy đang dùng cái mệnh đề đại từ quan hệ là which trong câu cái này thì cô đang highlight bằng màu vàng đúng không, trong cái mệnh đề quan hệ đại từ quan hệ which. Rồi ok, vậy thì chúng ta sẽ cùng nốt lại cái to be used to cộng với động từ nguyên thể đã nhé. Đây, đúng không? Cấu trúc này thì sẽ bằng cấu trúc đó là to be used to cộng với động từ nguyên thể này. Cô quên mất là chỗ này cô đang viết những cái tính từ để miêu tả đúng không? Cô lại viết nhầm cái cấu trúc này rồi. Ok, thôi không sao. Bên cạnh đó thì sẽ là cái động từ đó là take photo, mà ý nghĩa là chụp ảnh. Và động từ record mang ý nghĩa là ghi âm, quay lại. Kiểu quay video thì chúng ta cũng có thể dùng cái động từ đó là record. Tiếp theo thì bạn Hùng hỏi rằng that's true.
How about laptops? That's true. How about laptops? Ừ, đúng rồi. Thế còn laptop, thế còn máy tính sách tay thì sao? Phong trả lời. Oh, they're excellent learning tools too. You can store information, take notes, write essays, and do calculations. Oh, they are excellent learning tools too. You can store information, take notes, write essays and do calculation. Và đây bạn ấy đang dùng cái tính từ là excellent, là tuyệt vời đúng không? Là một công cụ học tập tuyệt vời, xuất sắc. Và bạn có thể sử dụng nó để làm gì? Để lưu trữ thông tin này, take note đúng không? Take note thì nó sẽ mang ý nghĩa là ghi chú này, viết bài văn và tính toán. Vậy ở đây chúng ta sẽ nốt lại, thứ nhất là tính từ là excellence này, thứ hai là những cái công dụng của cái laptop nhá. Và nếu ở trong bài số 8 mà cần viết cái gì đó liên quan tới những cái công dụng của những cái thiết bị học tập này thì nhớ là quay lại cái phần getting started để nhặt thông tin này giúp cô nhá. Rồi ok, hãy cùng nốt lại nào. Thứ nhất là excellence, tính từ đúng không, mang ý nghĩa là xuất sắc. Rồi ok, excellent, xuất sắc. Vậy trong bài này đã dùng ba cái tính từ, đó là useful, modern và excellent, đúng không? Excellent, tính từ mang ý nghĩa là xuất sắc. Bên cạnh đó, hãy nốt lại giúp cô những cái công dụng của cái laptop này. Thứ nhất là store information. Store information là lưu trữ thông tin này. Tiếp theo thì sẽ là take note, đúng không? Là ghi chú. Cụm động từ ghi chú này. Write essay là viết văn, viết những cái bài văn. Và do calculation là tính toán, thực hiện các phép tính. Rồi ok, hãy cùng nốt lại ý nghĩa nào. Store information, lưu trữ thông tin. Take note, ghi chú. Write essay, viết văn. Và do calculation là thực hiện các phép tính toán, thực hiện các phép tính. Thực hiện các phép tính. Rồi, ok. Và tiếp theo, bạn Lâm nói rằng you can also access the internet, download programs and information that can help you understand the material and widen your knowledge. You can also access the internet, download programs and information that can help you understand the material and widen your knowledge. Và ở đây là bạn cũng có thể là truy cập vào internet này, tải những cái chương trình, tải những cái phần mềm và những cái thông tin mà có thể giúp bạn hiểu những cái material, những cái tài liệu học đúng không? Và mở mang tầm tri thức của bạn. Vậy ở đây chúng ta có thể nốt lại động từ access thì đã nốt lại rồi đúng không? Động từ download là tải xuống này. Và danh từ materials, tài liệu học vừa nãy cô chưa nốt lại. Và cụm động từ đó là widen your knowledge, là mở rộng cái tầm tri thức, mở rộng những cái kiến thức của mình. Rồi ok, hãy nốt lại cái động từ là download. Download. Danh từ mà là material, là tài liệu học này. Và cụm động từ là widen somebody's knowledge, hoặc là horizon. Mở mang tầm tri thức. Mở mang tầm tri thức này. Material thì sẽ là tài liệu và thường nó sẽ là tài liệu học. Và download là tải xuống. Rồi ok, tiếp theo chúng ta có lời của bạn Phong ở dưới này. Right, my laptop, which is a present from my parents, is very useful. I use it for assignments and projects and for studying English.
Right, đúng rồi. My laptop, máy tính xách tay của tớ, which is a present from my parents, is very useful. Máy tính xách tay của tớ, cái món quà từ bố mẹ, đúng không? Thì rất là hữu ích. Thì ở đây cũng đang dùng cái mệnh đề quan hệ which này. Rồi, và bạn ấy dùng cái tính từ là useful để miêu tả. Và bạn ấy dùng làm gì? I use it for assignments and projects and for studying English. Và tớ dùng nó để làm những cái bài tập về nhà, đúng không? Đó, để làm bài tập này, làm dự án và cũng như là để học tiếng Anh thì vẫn sẽ là cấu trúc đó là use something for cộng với verb in hoặc là cộng với danh từ, đúng không? Và cái danh từ là assignment hay là danh từ project đã rất là quen thuộc rồi. Assignment là bài này, bài tập, và project thì sẽ là dự án. Rồi, và Hùng nói rằng I see. How about tablets? I see. À, tớ hiểu rồi. Thế còn máy tính sách, máy tính bảng thì sao? How about tablets? Và Phong nói rằng Well, a tablet or a tablet computer is a kind of mobile computer. And Well, a tablet or a tablet computer is a kind of mobile computer. And Ừ, thì máy tính sách tay là gì? Máy tính sách tay thì là một loại máy tính di động, đúng không? Đó. Và Lâm nói rằng It can be used to take notes with a digital pen on a touch screen. A tablet is also perfect for people whose work is to draw and write. It can be used to take notes with a digital pen on a touch screen. A tablet is also perfect for people whose work is to draw and write. Oh, thì nó được sử dụng để ghi chú với cái bút gì đây? Với cái bút kiểu bút cảm ứng ấy, đúng không? Đó. Bút chúng ta bởi vì là chúng ta hay dùng là kiểu Apple Pencil này, đúng không? Đó, những cái đấy thì nó sẽ là digital pen này, là những cái máy, những cái bút số, những cái máy, những cái số, những cái bút thông minh ấy, đó, ở trên màn hình cảm ứng. Và cái máy tính bảng thì cũng là cũng rất là hoàn hảo, rất là tuyệt, rất là hoàn hảo, rất là phù hợp đối với những người mà công việc của họ là vẽ và viết. Vậy ở đây thứ nhất là đang dùng cái tính từ là perfect để miêu tả cái thiết bị này này. Thứ hai là đang dùng cái mệnh đề quan hệ là whose, đúng không? Và whose này thể hiện cái sự sở hữu. Công việc của họ thì là vẽ và viết. Vậy trong cái này bạn ấy cũng đang dùng cái cấu trúc đó là to be used to cộng một động từ nguyên thể, đúng không? Được sử dụng để làm gì này? Và take note thì đã biết rồi, đó là ghi chú. Vậy thì chúng ta có thể nốt lại cái danh từ đó là digital pen, là cái bút bút điện tử, đúng không? Bút số. Touch screen thì sẽ là màn hình cảm ứng. Còn và cũng như là nốt lại cái tính từ là perfect để miêu tả về cái thiết bị này. Ok, perfect. Perfect thì perfect tính từ sẽ mang ý nghĩa là hoàn hảo. Bên cạnh đó, hãy nốt lại cái danh từ đó là digital pen, đúng không? Nó sẽ là cái danh từ mà hay đi kèm với cái máy tính bảng. Bởi vì thường cái máy tính bảng nó sẽ tận dụng được hết cái công dụng của nó khi mà nó được đi kèm với cái bút này. Bút số, và chúng ta có thể lấy cái ví dụ cái Apple Pencil ấy, nó sẽ chính là cái ví dụ cho cái digital pen này. Và bên cạnh đó, danh từ đó là touch screen, là màn hình cảm ứng. Touch screen, màn hình cảm ứng. Rồi, ok, tiếp theo. Yes, I agree. A tablet with Wi-Fi has internet access and is a great tool for looking up information. Yes, I agree. Tớ đồng ý. A tablet with Wi-Fi has internet access and is a great tool for looking up information. Và đây bạn ấy đang dùng là và máy tính bảng với Wi-Fi thì có truy cập được internet, đúng không? Và đó là một cái công cụ tuyệt vời để tra cứu thông tin. Thì chúng ta sẽ có thể nốt lại, thứ nhất là đang dùng cái tính từ là create để miêu tả, đúng không? Và bên cạnh đó thì đang có cái động từ đó là look up, mà ý nghĩa là tra cứu thông tin. Tính từ là create nó cũng sẽ bằng với tính từ là wonderful, đúng không? Tuyệt vời. Create mà ý nghĩa là tuyệt vời này. Và có thể nốt lại cái từ đó là look up, mang ý nghĩa là tra cứu. Look up information,
mà ý nghĩa là tra cứu, look up. Rồi, ok. Và Hùng nói rằng amazing! No wonder that so many people are using these devices. Amazing! Oh, thật là tuyệt đúng không? No wonder that so many people are using these devices. Và chẳng còn nghi ngờ gì khi mà nhiều người đang sử dụng những cái thiết bị này như thế. Thì nó sẽ là về cuộc hội thoại này đúng không? Chúng ta cũng đã nốt lại được những cái từ vựng, những cái cấu trúc mà chúng ta đã có thể học được thông qua bài này. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 2 với yêu cầu của bài số 2 như sau. Bài số 2 sẽ ở trang 27, ở trang ngay bên cạnh đây. Okay, with me for a minute. Đây, với yêu cầu của bài số 2 như sau. Read the conversation again and check if the following statements are true, false or not given. Là chúng ta sẽ đọc cái cuộc hội thoại lại một lần nữa và xem những cái câu nhận định dưới đây là đúng, sai hay không được đề cập tới. Chúng ta sẽ có 6 câu nhận định và chúng ta sẽ cùng xem các câu nhận định này và tìm lại trong cuộc hội thoại nhé. Với câu số 1 này, smartphone, laptops and tablets are the modern devices that have changed the way we think. Và có nghĩa rằng là những cái điện thoại thông minh, máy tính xách tay và máy tính bảng là những cái thiết bị hiện đại đã thay đổi cách chúng ta suy nghĩ. Vậy ở đây nó có nhắc tới cái thông tin đó là đây, cô có thể chỉ lại cho chúng ta luôn là có nhắc tới cái thông tin là đây là những cái thiết bị hiện đại đúng không? Mà đã thay đổi cái cách chúng ta học đúng không nhỉ? That have changed the way we learn đúng không? Rồi, còn câu số 1 này thì nó nói rằng là that have changed the way we think. Đúng là câu số 1 nó cũng có nhắc tới một chút về cái thông tin đó, đúng không? Nhưng mà nó hơi khác một chút là nó nói rằng là the way we learn, còn ở kia là the way we think. Vậy thì em nghĩ rằng câu số 1 ở đây nó là not given hay là false? Theo cô nghĩ thì câu số 1 này nó là not given thì đúng hơn. Nó chỉ sai khi mà trong câu ấy, trong bài nó nói rằng là nó không thay đổi cái cách mà chúng ta nghĩ thôi, đúng không? Chứ nếu mà nó chỉ nhắc tới một cái khía cạnh đó là change the way we learn thì chúng ta cũng không thể nào suy luận được cái ra câu này rằng là câu này sai, đúng không? Đó, vậy thì cô nghĩ rằng câu này nó sẽ là not given thì hợp lý hơn. Còn cũng có người nói rằng câu này là sai nhá, cũng có người nói rằng câu này là sai bởi vì là trong bài nói rằng là change the way we learn chứ không phải là change the way we think. Nhưng mà cô nghĩ rằng nó chỉ sai khi mà trong bài nó nhắc tới là những cái này không thể thay đổi cái cách mà chúng ta suy nghĩ đó, chứ còn cái này nó không hề nhắc tới, nên cô nghĩ nó là not given thì nó sẽ hợp lý hơn nhá. Rồi, tiếp theo câu số 2 này. According to Fum, students use smartphone to record their phone call, which they later share with the class. Theo Fum thì học sinh sử dụng gì đây? Sử dụng điện thoại thông minh để làm gì? Để ghi âm lại cái cuộc trò chuyện, đúng không? Ghi âm lại những cái cuộc gọi, cuộc trò chuyện và cái chức năng này thì sẽ được chia sẻ với lớp sau. Vậy câu này nhá, theo Phong thì không phải là sẽ được ghi âm lại cái gì nhỉ? Ghi âm lại cái cuộc trò chuyện của học sinh, đúng không? Mà làm gì? Theo Phong thì là được sử dụng để record, để quay lại cái bài tập của học sinh, đúng không nhỉ? Nhưng câu số 2 này sẽ là sai, là chính xác này. Bởi vì sao? Bởi vì đây là theo Phong, đúng không? Còn câu số 1 này thì cô vẫn nghĩ nó là not given, nhưng mà sẽ có người nghĩ là false nhá. Đấy, nên là tùy chúng ta suy nghĩ xem là chúng ta nghĩ rằng nó là false hay not given. Còn cái lý do tại sao cho cô chọn là not given bởi vì rằng là cô không thể nào biết được rằng là trong bài cô không thể nào dựa vào trong bài, nội dung ở trong bài và cô suy luận được đây câu này là đúng hay sai, đúng không? Nó nhắc tới là change the way we learn. Thế còn nhỡ nó cũng có thể thay đổi change the way we think nhưng mà không nhắc tới thì sao, đúng không? Đó, nên cô nghĩ rằng not given thì sẽ hợp lý hơn ở câu số 1 nhá. Rồi câu số 3 này. Fong says that people also use desktop the way we use laptops. Và Fong nói rằng, đúng không? Fong nói rằng mọi người cũng sử dụng desktop. Cái desktop này thì nó sẽ mang ý nghĩa là máy tính bàn, như cách mà họ dùng máy tính xách tay. Thì câu này không hề nhắc tới cái danh từ là desktop luôn, đúng không? Nếu mà bạn nào chú ý vào cái phần vừa nãy cô dịch thì không hề nhắc tới cái desktop. Nên câu số 3 này sẽ liệt kê là not given nhá. Phong có nhắc tới laptop đúng không? Nhưng mà Phong chỉ là đưa ra những cái chức năng mà laptop có thể đem lại thôi. Rồi, với câu số 4 này. Programs and materials downloaded from the internet can help people widen their knowledge.
Với câu số 4 nói rằng là những cái chương trình, những cái tài liệu được tải từ Internet thì có thể giúp mọi người mở mang kiến thức. Vậy ở đây sẽ cùng lại tìm lại cái từ đó là programs và materials nhé. Đây sẽ chính là phần nói của bạn Lâm. Lâm có nói như sau: You can also access the internet, download programs and information that can help you understand the material and widen your knowledge. Đây có thể là truy cập vào internet này, download tải những cái chương trình và những cái thông tin mà có thể giúp chúng ta hiểu tài liệu và làm gì đây, và mở mang tầm tri thức, đúng không? Nên câu số 4 này chúng ta có thể suy luận nó là đúng. Rồi ok, vậy câu số 4 chúng ta sẽ cùng tích vào cái cột đó là true nhá. Rồi, với câu số 5 này. According to Lim, a tablet is a kind of mobile computer that can be used to take note with a normal pen on a touch screen. Câu này thì chắc chắn là sai luôn. Theo Lâm thì cái máy tính bảng là một loại máy tính di động mà có thể được sử dụng để ghi chú với một cái bút thông thường, đúng không? Ở trên màn hình cảm ứng. Thì câu này rõ ràng chắc chắn là sai. Nó sẽ không phải là normal pen mà nó sẽ phải là gì nhỉ? Là digital pen, đúng không? Là cái bút số cơ. Và thông tin ở đây, ở dưới này, đúng không? Đây, nó có thể được dùng để take note, để dùng ghi chú này với cái gì đấy? Digital pen, đúng không? Bút số trên màn hình cảm ứng. Vậy câu số 5 sẽ là sai. Dùng cái normal là chắc chắn là sai rồi. Tiếp theo, câu số 6. Phones think a tablet with Wi-Fi is a great tool for looking up information. Phong nghĩ rằng máy tính bảng kết nối Wi-Fi thì là một cái công cụ tuyệt vời để tra cứu thông tin. Thì câu này là đúng. Và thông tin ở lời của bạn Phong ở phần cuối, đúng không nhỉ? I agree, tôi đồng ý này. Và cái máy tính bảng kết nối Wi-Fi thì là một cái thiết bị tuyệt vời để tra cứu thông tin. Vậy câu số 6 sẽ là đúng. Rồi ok. Và đó thì sẽ là đáp án cho bài số 2 nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 3. Với yêu cầu của bài số 3 như sau. Find the adjectives which describe the devices used as a learning tool and write them down. Discuss each word meaning with your partner. Và có nghĩa rằng là hãy tìm những cái tính từ mà miêu tả những cái thiết bị được sử dụng như là công cụ học tập và viết những cái tính từ đó ra. Hãy thảo luận ý nghĩa của những cái từ đó với bạn của mình. Thì chúng ta sẽ có, ở đây thì cô cũng có highlight lại một vài những cái từ, những cái tính từ để miêu tả những cái thiết bị, đúng không nhở? Tuy nhiên thì đề bài của bài số 2 là thiết bị, đúng không? Còn những cái mà cô đang nốt lại, cô đang highlight màu hồng lại thì nó sẽ là những cái tính từ để miêu tả personal electronic devices, đúng không? Cụ thể hơn thì sẽ là các thiết bị điện tử cá nhân. Vậy bên cạnh những cái tính từ này nhá, thì chúng ta sẽ còn một vài những cái tính từ khác. Vậy thì cô sẽ cùng xem này. Thứ nhất là cái devices này, đúng không? Nó được dùng tính từ đó là personal nữa. Là cái tính từ gì đấy? Mà ý nghĩa là của cá nhân này. Vậy thì ý nghĩa của cái personal này, cô sẽ cùng nốt lại nhá. Personal mang ý nghĩa là của cá nhân. Và nếu mà chúng ta cần thảo luận bằng tiếng Anh ý, thì cái personal này trong tiếng Anh nó có thể là được định nghĩa là your own, đúng không? Là của riêng bạn. Đây, tính từ là personal, mang ý nghĩa là của cá nhân này. Và trong tiếng Anh thì nó sẽ mang ý nghĩa là your own, mang ý nghĩa là của riêng bạn. Your own, mang ý nghĩa là cá nhân. Tiếp theo thì còn những, nếu chỉ là danh từ devices, đúng không? Thì nó còn được miêu tả bằng cái tính từ đó là electronic. Tính từ mang ý nghĩa là thuộc về điện, thuộc về kỹ thuật đây, đúng không? Đó, điện tử. Và nếu giải thích ý nghĩa của từ này trong tiếng Anh nhé, thì theo từ điển Cambridge thì chúng ta có thể có cái định nghĩa như sau. Đó là having many small parts, có nhiều những cái phần rất là nhỏ, đúng không? Bộ phận nhỏ này mà điều khiển dòng điện, that control and direct a small electric current, dòng điện nhỏ. A small electric current. Thì đó sẽ là về tính từ là electronic. Tiếp theo thì nó còn cái tính từ, ví dụ như là tính từ tiếp theo này, tính từ useful, đúng không? Mang ý nghĩa là có ích, hữu ích này. Và nếu chúng ta muốn ý nghĩa của nó trong tiếng Anh thì cái useful này trong tiếng Anh nó sẽ có ý nghĩa là being a practical use, là có cái cách sử dụng rất là thực tế.
being a practical use. Và tiếp theo thì chúng ta có là tính từ là modern, đúng không? Hiện đại. Và nếu tính từ hiện đại thì trong tiếng Anh chúng ta có thể định nghĩa đó chính là of or relating to the present times or recent times, đúng không? Là liên quan đến thời điểm hiện tại hoặc là thời điểm gần đây thì nó sẽ là hiện đại. Of or relating to the present time. Thời điểm hiện tại này. Of the present time. Or recent times. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có là let me see, excellence, đúng không? Là mang ý nghĩa là kiểu xuất sắc. Vậy cái excellent này chúng ta có thể là định nghĩa trong tiếng Anh như sau. Nó sẽ là exceptionally good, đúng không? Đặc biệt tốt ý, thì nó sẽ là xuất sắc. Exceptionally good. Những cái tính từ mà cô đang liệt kê đây đều sẽ là tính từ trong bài số 3 nhé. Rồi, exceptionally cô bị thiếu. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có dưới cái exceptionally này, chúng ta cũng sẽ cố gắng là để xem là còn bị sót cái tính từ nào nữa không nhá. Rồi, còn cái tính từ đó là mobile nữa, đúng không? Mang ý nghĩa là kiểu di động ý. Vậy ở đây chúng ta sẽ cùng nốt lại cái tính từ là mobile nữa. Mobile thì nó sẽ mang ý nghĩa là able to be moved easily, là có thể di chuyển một cách dễ dàng. Ok, vậy cô sẽ nốt lại cái tính từ đó là tính từ mobile. Đây, sẽ nốt lại ở góc này một chút nhá. Tính từ mobile mang ý nghĩa là easily to move. Nó hơi bị nhỏ, hơi bị chật một chút, đúng không? Able to be moved easily. Mang ý nghĩa là di động, có thể di chuyển một cách dễ dàng. Rồi, bên dưới cái tính từ là mobile thì chúng ta có là tính từ ở đây digital nữa, đúng không? Cũng là miêu tả những cái thiết bị. Digital này thì nó sẽ mang ý nghĩa là kỹ thuật số, hiển thị thông tin bằng cái số liệu ấy. Vậy thì có lẽ rằng là sẽ không đủ để viết bên này rồi. Cô sẽ viết cái tính từ digital ở bên này nhá. Tính từ, và trong tiếng Anh thì nó sẽ mang ý nghĩa là kỹ thuật, ở tiếng Việt thì nó sẽ là kỹ thuật số. Và trong tiếng Anh thì nó sẽ được định nghĩa như sau, đó là showing information by using fingers, là trình bày, đúng không? Hiển thị thông tin bằng cái việc là bằng cách sử dụng số liệu. Showing information by using finger. Rồi, ok. Bên dưới cái tính từ là digital, cô cũng sẽ nốt lại những cái tính từ này để cho chúng ta dễ nhớ hơn. Thì nó còn tính từ đó là perfect, đúng không? Là hoàn hảo. Và hoàn hảo này thì chúng ta sẽ được định nghĩa như sau. Trong tiếng Anh, perfect thì nó sẽ có thể được định nghĩa rằng là being completely and without weaknesses, đúng không? Là hoàn thiện và không có những cái điểm yếu nào cả thì nó sẽ là hoàn hảo. Being complete. And without weaknesses. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có tính từ đó là tính từ great, đúng không? Tính từ cuối cùng mang ý nghĩa là tuyệt vời, đúng không? Vậy tuyệt vời này thì chúng ta có thể được định nghĩa trong tiếng Anh đó là superior in qualities or degrees, là vượt trội về mặt chất lượng cũng như là mức độ. In quality and degree. Đó sẽ là một vài những cái tính từ được sử dụng để miêu tả các thiết bị. Và cụ thể hơn thì ở trong bài này, đúng không? Sẽ có những cái tính từ để miêu tả những cái thiết bị ở điện tử. Đó. Vậy ở đây tổng hợp lại nhá. Đầu tiên là tính từ useful, đúng không? Thứ hai là tính từ modern. Thứ ba là tính từ mobile. Excellent này. Perfect. Great.
personal, electronic và cuối cùng sẽ là digital của viết ở bên này, đúng không? Vậy thì chúng ta cũng sẽ nốt lại những cái tính từ này để làm cho bài số 3 nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 4 với yêu cầu của bài số 4 như sau. Ok, wait me for a minute. Bài số 4 vẫn ở trong bên này, trang 27. Với yêu cầu của bài số 4, read the conversation again and answer the following questions. Là đọc cuộc đối thoại lại một lần nữa và trả lời những câu hỏi dưới đây. Chúng ta có 5 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, what personal electronic devices are the speaker talking about? Là những cái thiết bị điện tử cá nhân nào thì người nói đang nói tới, đúng không? Người nói đang nói tới những cái thiết bị điện tử cá nhân nào. Vậy ở đây chúng ta sẽ cùng xem lại nhé. Đây chính là cái câu đầu của bạn Hùng, đúng không nhỉ? Hùng có nói rằng là do you think smartphone, laptop and tablets are useful for learning? Vậy là bạn ấy đang nhắc tới những cái thiết bị điện tử nào đấy? Thứ nhất là thiết bị điện tử là smartphone, laptop and tablets, đúng không? Và đây sẽ là đáp án cho câu số 1 nè, câu số 1 của bài số 4. Và cô có thể trả lời như sau. Đây. They are talking about, đúng không? Trả lời đầy đủ sẽ là they are talking about. Họ thì đang nói tới. They are talking about. They are talking about. Thứ nhất, smartphone, điện thoại thông minh. Thứ hai là gì nhỉ? Laptop, đúng không? Là máy tính xách tay này. Và thứ ba sẽ là tablet, là máy tính bảng. And tablet. Và cụ thể hơn, chúng ta có thể dùng một mình luôn là tablet hoặc là tablet computer nhá. Rồi, ok, đó sẽ là đáp án cho câu số 1. Còn câu số 2, câu hỏi số 2 như sau. What have these devices changed? Là những cái thiết bị này thì đã thay đổi điều gì, đúng không? Vậy thì sẽ chính là cái câu vừa nãy chúng ta có thắc mắc ở cái bài số 2. Bài số 2 có nói rằng là thay đổi cách chúng ta suy nghĩ. Còn trong bài thì có nhắc tới rằng là thay đổi gì đấy nhỉ? Thay đổi cách mà chúng ta học, đúng không? They have changed the way we learn. Vậy đây sẽ là đáp án cho câu số 2 của bài số 4. Vậy cô sẽ viết như sau. They have changed the way we learn, đúng không? Đó, chúng ta chỉ cần trả lời như thế thôi. They have changed, đã thay đổi cái cách mà chúng ta học. They have changed the way we learn. Rồi, ok, tiếp theo câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 của bài số 4. How do students use their smartphone for other things besides school? Là học sinh sử dụng điện thoại di động, sử dụng điện thoại thông minh như thế nào ngoài việc là gọi điện. Vậy ở đây thì sẽ chính là một cái trong lời hội thoại mà bạn ấy có nhắc tới cái công dụng của điện thoại, đúng không? Ở đây là but smartphone can also be used to take note or record student work. Vậy ở đây đáp án sẽ là sử dụng để làm gì? Để chụp hình, đúng không? Để quay lại cái bài tập của mình. Sẽ là đáp án cho bài số cho câu số 3. Vậy câu số 3 thì chúng ta có thể trả lời như sau. They use them to take notes. Sorry, không có S. And record their work, đúng không? Ghi âm, quay lại cái bài của mình. Rồi thì đấy sẽ là cách để chúng ta trả lời cho câu số 3. Còn câu số 4 chúng ta có why are laptops excellent learning tools? Là lý do tại sao máy tính xách tay lại là một công cụ học tập tuyệt vời, đúng không? Vậy ở đây chúng ta sẽ cùng xem nhé. Ở cái đoạn laptop, ở cái đoạn cuối này này. Đây. They are excellent learning tools too. Và thứ nhất là nói rằng lý do tại sao lại là excellent này. Bởi vì là có thể làm gì đấy? Can store information, take notes, write essays and do calculation, đúng không? Và Lâm thì còn đưa ra những cái công dụng khác. Thì công dụng này cũng sẽ là cái để chứng minh cho là máy tính sách tay, đúng không? Đó, thì là excellent learning tools, là công cụ học tập tuyệt vời. Bởi vì là bên cạnh cái việc là store information, lưu trữ thông tin này, ghi chú, viết bài và thực hiện các phép tính thì còn làm gì nữa đây? Có thể là download programs, đúng không? Là tải những cái chương trình, những cái thông tin mà có thể giúp chúng ta học hiểu những cái tài liệu này và mở mang tầm tri thức. Thì đấy sẽ là cái lý do tại sao máy tính sách tay lại là một cái công cụ học tập tuyệt vời, một cái công cụ học tập excellent, đúng không? Vậy
Với câu hỏi why thì chúng ta sẽ trả lời là because, đúng không? Because they can be used, có thể được sử dụng để làm gì. Và sau cái to này thì nó sẽ là những cái công cụ, những cái công dụng mà nó có thể được sử dụng. Ví dụ như là được sử dụng để lưu trữ thông tin, đúng không? In store information này. Tiếp theo là gì nữa? Take note, đúng không? Ghi chú. Ba sẽ là write essays. Và tư thì sẽ là do calculation. Và có thể làm gì nữa? And access the internet. Là truy cập vào internet để làm gì? Để download, đúng không? To download programs, để thứ nhất là để tải những cái phần mềm này, or information, đúng không? Và những thông tin, và tải những cái này để làm gì, đúng không? Chúng ta có thể to nữa, đúng không? Hoặc là không dùng to mà chúng ta dùng giống trong bài, đó là that can help, làm gì đây? Have a learner, đúng không? Have learner, giúp người học. Have learner, learner, understand, giúp người học hiểu tài liệu. Help learner understand the material, hiểu tài liệu này. Và mở mang tầm tri thức của họ, đúng không? Material. And widen their knowledge. Thì đó sẽ là cách để chúng ta trả lời cho câu số 4 nhé. Tiếp theo câu số 5, câu hỏi của câu số 5. Cũng như là câu hỏi cuối cùng trong video ngày hôm nay này. What does Phong do in his laptop? Là Phong làm gì trên máy tính của bạn ý, đúng không? Vậy ở đây thì đây sẽ chính là câu của Phong ở bên này. Phong có chia sẻ rằng là right, my laptop, which is a present from my parents, is very useful. I use it for assignments and projects and for studying English. Vậy ở đây, bạn ấy dùng làm gì đây? Bạn ấy dùng để làm bài, đúng không? Để làm bài, làm dự án này và để học tiếng Anh. Vậy đây sẽ là đáp án cho câu số 5 của bài số 4. Và cô sẽ viết lại như sau, câu số 5 của bài số 4. So he does his assignment. Thứ nhất là làm những cái bài tập, đúng không? Does his assignments. Project, cái dự án này. Assignment, project. And studies English. Thì đó sẽ là đáp án cho câu số 5 của bài số 4, cũng như là câu hỏi cuối cùng trong video ngày hôm nay. Cảm ơn chúng mình đã lắng nghe. Và nếu chúng ta có điều gì không hiểu thì hãy cứ comment ở bên dưới nhé. Ok, goodbye. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.